Yo và hello và chào mừng anh đã trở lại với channel của Lộc22 TV nha các bạn ơi. Và hôm nay thì Lộc sẽ làm về một cái video đó chính là các bí ẩn của trong Block Free. Thì liệu anh em đã có biết về các bí ẩn này hay chưa? Thì anh em đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và liệu anh em đã biết cái bí ẩn này hay chưa thì anh em đừng quên like và đăng ký kênh cho tôi. Và bây giờ thì hãy bắt đầu và cũng như là vào cái video này với Lộc thôi nào. Được giờ đi thôi mọi người ơi. Ok, let's go mọi người. Nếu mà anh em đang có nhu cầu mua Robux mà chưa biết mua tại đâu, anh em có thể ghé ngay qua shop robux.vn. Shop sẽ có dịch vụ mua Robux 120 giờ và cũng như mua nick nha anh em. Và cũng như là vòng quay random cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh em. Và còn có dịch vụ cày thuê và dịch vụ mua game pass nha các bạn. Và tất nhiên chỉ có thể tại shop robux.vn. Ok ok, và các cái bí ẩn này đấy. Thì hôm nay thì tôi sẽ gọi là thử nói giọng, gọi là dẫn chuyện cho em nghe thử nhá. Ok, đâu, để tôi thử nhưng mà đâu, ngày xưa đâu, rồi, để tôi thử xem nào. Ngày xưa thì bây giờ thì tôi sẽ chỉ cho các bạn, đó chính là về một cái câu chuyện, đó chính là các bí ẩn của tự ghép Block Free. Liệu các bạn đã biết hay chưa? Thì ok, thì bây giờ mình sẽ không liên thoại liên thiên nữa. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mấy ông nha. Và các bí ẩn này thì cái bí ẩn cuối cùng ấy là cái bí ẩn cực kỳ hay, đó chính là ấy, tôi sẽ có cách, đó chính là để lấy cái nick Block Free miễn phí luôn cơ. Vì các bạn nào mà muốn biết thì đừng quên hãy theo dõi đến cuối cái video với Lộc nha. Ok mọi người, và bây giờ thì hãy bắt đầu thôi nào. Rồi, và cái bí ẩn đầu tiên thì mọi người có thể đi đến, đó chính là cái hòn đảo. Đó chính là hòn đảo này là gọi là Marineford thì phải. Đấy, nếu mà tôi nhớ không nhầm nhá, tại vì tôi lâu rồi tôi không ở C1 nên tôi quên hết rồi. Đấy. Đây, chỗ đầu tiên thì mọi người có thể đi đến, đó chính là Marineford. Đấy. I'm coming. Ôi giời, đi đến xa quá người lạ ơi. Đi đến chắc là tôi đúng đủ, gọi là ngủ đủ 5 giấc luôn anh em ạ. À. Thề với anh em luôn đấy. Ở sau tại ấy, nhưng mà chính xác tại sao tôi có trái đo tôi lại không xài nhỉ? Không biết nữa, không có nhớ. Thôi kệ đi, không có nhớ thì thôi nhẹ, không có nhớ thì thôi nhẹ. Ok, let's go. Và cái bí ẩn đầu tiên thì chắc là nhiều ông cũng biết, và cũng như là nhiều ông cũng có thể chưa biết, là anh em có thể gọi là đi đến chỗ trên này, à, cái đảo, à, cái gọi là tháp canh trên bên tay phải ở Marineford. Thì mọi người có thể gọi là đi được xuống dưới, à, và anh em có thể gọi là lấy được, đó chính là cái áo choàng, về trị giá đó chính là 50k belly, để dành cho những anh em nào mới chơi lại, à, mới chơi game hoặc là mới chơi lại game, thì anh em có thể mua được cái áo choàng này để có thể là farm. Nó rất là tiện lợi cho anh em nào mà mới chơi game nha. Đó, đó là cái đầu tiên nha. Và cái tiếp theo ấy, thì nếu mà ông nào muốn nâng Zoru ấy thì đấy, có cái ở đằng sau này thì tôi thấy khá là nhiều video, anh em có nhiều video hướng dẫn anh em vào trong này để lấy Zoru rồi. Đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ đây. Đấy. Zoru thì em có thể vào trong này, và anh em tôi khuyên anh em mà nên đi tìm mấy cái video coi cho nó dễ nhá. Đấy. Còn cái tiếp theo ấy thì đây, tôi sẽ Zoru ra ngoài cái đã. Đấy, chính ra là tộc human hồi Zoru khá là nhanh nhỉ anh em nhỉ. Đấy, và chỗ tiếp theo đó chính là đảo Magma nha. Và anh em đừng quên hãy theo dõi đến cuối cái video này. Đấy, cái bí ẩn cuối cùng là có thể là lấy được cái nick Block Free miễn phí luôn nha anh em. Khá là đỉnh luôn. Đấy, làm sao mà biết được. Ok, thì bây giờ tôi sẽ qua đảo Magma để cho anh em coi nha. Ok la luôn. Đây phải là Magma không? Đúng rồi. Sao mà sai được. Ok ok. Đây. Hey, theo như tôi nhớ không nhầm ấy là đảo Magma thì nó sẽ có một cái chỗ để mua token đâu nhỉ? À, chỗ bên cái mình cái góc. Ấy, có cái dương này nhặt cái. Đó. Đảo, đây là đảo Magma nha anh em. Chỗ nào ấy nhỉ? Tôi lâu rồi tôi không vào, tôi quên mất tiêu rồi. Nói chung là đâu nhỉ? Đây. Ờ, tôi nhớ gì à, xung quanh này thì phải, tầm chỗ này thì phải. Đây. Đó. Đây thì mọi người, khi mọi người đi đến đảo á, đây. Mọi người đến đảo đây thì ngay cái chỗ tạo thuyền thì anh em cứ đi sát về trái. Đó, thì anh em chiếu nhìn thẳng phát chỗ này này, đây, cái chỗ hơi lõm lõm này này. Đấy. Mặc dù chỗ này nhìn không thấy cái cửa cái gì cả đấy, nhưng mà tôi chẳng hiểu sao anh em lại có thể tìm được ra cái chỗ này nhỉ. Đấy, mặc dù chỗ này không có cái cửa gì cả đấy.
Thì nhưng mà chỗ này có thể mua được kiếm sâu kên của đấy nhá. Kiếm sâu kên trị giá nó chỉ 750.000 belly. Thì cái sâu kên này khá là đắt nên tôi nghĩ là sẽ không có nhiều người sử dụng cho lắm đâu mọi người ạ. Rồi và tiếp theo ấy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cuối cùng, đó chính là cái cách để lấy nick block free miễn phí nha mọi người. Ok. Đó chính là gì? Coi đến cuối video của tôi là biết liền. Bây giờ nhá. Thì bắt đầu thôi mọi người ơi. Thì đây là cái nơi là mình sẽ hướng dẫn anh em làm cách nào để có thể là được nick miễn phí nha. Đây thì anh em hãy lên ngay shop roblox.vn. Tôi thấy khá là nhiều anh em hỏi là cách lấy nick miễn phí ở đâu. Nhưng mà các bạn có thật sự là đã biết chưa? Vào shop roblox.vn đúng 12 giờ trưa. 12 giờ trưa, nói nghe và rõ ràng nha. 12 giờ trưa anh em vào cái nick mục thử vận anh nick block free 12 giờ trưa vào chủ nhật hàng tuần nha. 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần thì sẽ có một cái nick, đó chính là nick không đồng. Thì đúng 12 giờ trưa anh em cứ ấn về trang 2, xong rồi mọi người ấn về trang 1 lại thì sẽ có ngay một cái, hay tôi nhớ không nhầm là 3 nick miễn phí, 3 cái nick không đồng. Anh em chỉ cần đăng ký nick và đăng nhập nick và ấn mua như bình thường là anh em có thể mua được nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ tặng anh em một cái nick. Một cái nick thì nó hơi ít thì thôi tôi sẽ mua hẳn 3 cái nick để tặng cho mọi người nhân dịp ngày 15 tháng 5 đi đấy. Mặc dù nó chỉ có gì chẳng có gì cả nhưng mà tôi thích, hôm nay tôi sẽ tặng cho mọi người nhá. Ok. Thì bây giờ bắt đầu thôi mọi người. Đấy, tôi sẽ mua cho anh em coi đó chính là 3 cái nick nha. Đây tôi sẽ mua 3 cái nick xong rồi cho anh em coi cùng một thể nhá. Đấy, mọi người hãy nhanh tay nhanh chân nhập tài khoản mật khẩu và cũng như vào đổi pass. Đấy, còn nick có cái gì thì anh em hãy tự trải nghiệm nhá. Ok. Và anh em nào mà được cái nick này thì đừng quên hãy comment bên dưới cho tôi nhá. Rồi, tôi sẽ bắt đầu mua 3 nick nha anh em. Đây, tôi sẽ mua một nick 200 trước này. Rồi, một nick 300 này. Rồi, tôi sẽ qua trang 405 gì đấy, mua thêm một nick 300 nữa đi. Đấy. Ok, và sau khi tôi đã mua xong 3 nick này rồi thì bây giờ tôi sẽ cho anh em coi 3 tài khoản mật khẩu của 3 cái nick này. Thì anh em đừng quên để tôi xin một like cũng như đăng ký kênh. Và nếu anh em đừng quên, nếu anh em nào mà muốn tôi làm về cái video gì hãy để lại dưới comment ở bên phần dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu mà tôi thấy cái bình luận đấy hay thì tôi sẽ làm một cái video. Và nếu mà tôi làm video thì các bạn sẽ được lên TV là cái đầu tiên nhá. Đấy, và cái tiếp theo các bạn sẽ được một phần quà bí ẩn đến từ Lộc nhá. Và anh em đừng quên hãy comment ý tưởng bình luận anh em ý tưởng gọi là video của anh em ở dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ không liên thoại liên thuyền nữa thì hãy đến với 3 cái nick này nào. Rồi, đây là 3 nick. Đầu tiên đó chính là nick 200 và 2 nick 300. Thì đây là tài khoản mật khẩu nhá. Anh em đừng quên hãy để tôi xin một like cũng như đăng ký kênh nhá. Đây là tài khoản mật khẩu của 3 nick nhá. Thì mọi người hãy coi này. Đây tôi sẽ phóng to hết nấc cho mọi người coi nha. Đây, 3 nick. Ê mọi người coi rõ chưa? Đầu tiên tài khoản đó chính là Aponesinel600084131. Nick tiếp theo đó chính là siêu nhân thần sầu, pass là Probill A+123. Và nick tiếp theo đó chính là QonInTinii, phát là L45191186. Ok. Và các bạn hãy lấy 3 cái nick này đi. Đấy, bởi vì 3 cái nick này tôi tặng anh em. Anh em ngại ngần gì mà không lấy nhở? Bởi vì nick miễn phí mà. Và đúng 12 giờ trưa hàng ngày thì mọi người đừng quên, không phải 12 giờ trưa hàng ngày, 12 giờ trưa vào chủ nhật hàng tuần, mọi người đừng quên hãy vào ngay mục thử vận name, thử vận may nick block free nha. Bởi vì 12 giờ trưa hàng ngày. Má, cái miệng tôi hư quá, 12 giờ trưa hàng ngày chết. 12 giờ trưa vào chủ nhật hàng tuần thì nó sẽ có 3 cái nick không đồng để cho mọi người có thể lấy nha. Ok, và anh em đừng quên, nếu thấy thích video này thì đừng quên để lại cho Lộc Sĩ một like cũng như một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và anh em đừng quên hãy để lại comment ở bên dưới cho Lộc để biết đâu anh em sẽ được nhận phần quà bí ẩn đến từ Lộc thì sao. Ok, và chúc anh em có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye.